Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 năm 2023, ông Nguyễn Hồ Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ một nam sinh 17 tuổi ngủ ở xã này tử vong sau khi bị một nhóm thanh niên đánh. Nạn nhân là một nam sinh đang học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Dạy nghề, đóng ở xã Kim Liên, thuộc huyện Nam Đàn. Trước đó, tối 7 tháng 6, nam sinh này ngủ xóm 5, xã Xuân Lâm, cùng anh trai sinh đôi, và nhóm bạn ngồi chơi uống nước tại một quán nước ở xã Kim Liên. Trong khi cả nhóm đang ngồi thì bất ngờ một nhóm thanh niên khác khoảng 8 người đi trên ô tô và xe máy kéo đến quán rồi lao vào đánh nam sinh. Bị đánh nạn nhân kêu cứu và cho rằng nhóm thanh niên này đã đánh nhầm người. Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh. Nam sinh sau đó đã được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu, do vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó được gia đình chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình nam sinh khá khó khăn, có chị gái bị tăng tật nặng. Vụ nam sinh bị đánh tử vong hiện đang được cơ quan huyện Nam Đàn điều tra làm rõ. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn và kênh YouTube của báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón xem.